Chi đó? Ờ, cắn gật. Con đi cá chặt bá luôn. Cá lóc bự ha. Cầm cá lóc lên coi coi. Đầu bắt ra thử ra. Ui, cắn lắm. Gắn cắn nè. Coi đừng gắn á. Bỏ cá lóc bỏ về đường chú quay cái coi. Con cầm lên nó khỏi bỏ. Cầm lên, cầm lên. Ồ, cá lóc rồi anh em. Ờ. Em này bắt được con cá lóc bự rồi bỏ rồi. Gắn này sớm. Dưới đường con gắn đi cóc. Đi cá. Ve lên dài kìa anh lại chết để chờ dài lại chết. Wow. Lóc mẹ. Để xây con thuyền. Quán nữa luôn, quán nữa luôn. Ai ăn cá lên lại đây bán luôn không? Lấy con cá lơ nè, ăn không chứ lấy con gì? Bán cái gì? Bán sao được, ăn đi. Muốn con nào lấy? Con ăn cá chạch cùi nè. Cá chạch để cho ổng đi, mình ổng không con ăn nè. Lựa con nào đẹp đẹp bác coi vậy. Anh bỏ này vô hết luôn anh, bỏ vô hết luôn em, không bắt được. Ông bắt cái tà lóc đây, lấy con lóc về đâu có chua. Thôi lấy con. Ờ em vậy được, còn như anh bỏ vô hết đi. Ông có ăn cái chạch xin ông hai con hết, trong đống nhiều lắm, trong bọc á. Lấy cái dây anh cột lại, bỏ hết vô đi em. Này bỏ hết vô, ai về cho ngựa con hay con ăn. Tờ đây con nè. Cá rô. Cá rô phi. Phi gì vô ta. Có cá chạch chứ gì, cá chạch lương bắt luôn, bắt luôn lương đâu. Cá chạch, cá chạch tay giật á. Bỏ vô đi. Bỏ cá lóc vô đi con. Đó, vậy được. Được không? Chạy hả? Bắt bỏ vô dứt. Nấu nấu cháo bông lươn. Chốt anh cho em số điện thoại, bữa nào nó khả em điện anh ra bao chích. Nó khả riết à. Ngày mai cái dần khả nữa. Cỏ vậy mà không tách vô ta. Ờ ở gần gần hết không rồi. Cá chạch này bé. Chụp cá chạch này, cá chạch ngon lắm. Chụp được không? Đó, đó. Đó. Hai ba con tiêu luôn. Chìm mẹ nè.
Bữa bé hai giác giờ không nổi luôn á. Cá ký mấy còn ký mấy. Ở ở xa ít hơn ở gần ha. Hả? Ờ. Bỏ đâu con cá chép bự anh, kiếm kiếm luôn anh. Cá chép tầm dạ mà. Ô anh chết đây cái con gì anh chạy vô đây nè. Ô chết trên đây con bự lắm này. Hồ chạy ra. Cá chép mạnh quá. Để em bắt cho. Hai con luôn. Mẹ sao điện khả ra anh chạy mẹ nó hết nè. Hồ cá lóc chết không anh? Cá rô bự dữ à? Lớn bé. Hồ cá rô đồ vuông. Cái đó đi bỏ vô luôn đi. Bỏ thí vô. Rồi bỏ con này vô trước đây nè. Thành đây. Cá rô chùm bá. Rô gì vậy tại chú đồng vũ nó xuống không vũ nó má leo lên không à có bị cọp nhặn gì nhặn xuống không chú đồng ngoài có đồ khịch không à bỏ cái đầu vô trước á con cái phần này chú bỏ cho rồi chích gần gần ở trên anh ơi ở đây ở đây nó hơi nó xa nó không có đi được nhiều dơ quá nhiều nặng hơn vinh lên trả đây con để từ từ lên để còn con nào bỏ vô rồi xong chở ra chợ bán nha hai chú cháu chở ra chợ bán lấy tiền lại vô đây bên đây nè chơi chơi sao mà hai lẻ này dài hơn ồ cá bự quá bự mà vậy chứ mua tiền không anh mua phóng xanh thì dữ lắm á ờ bắt ó rồi ra luôn à cái gì cái chép hay cái gì bư bắt được cái chép về chân sầu hai con luôn ba con quá trời luôn ôi giờ điện yếu quá anh chạy hết rồi ở đó lượm ấy coi chừng ông không chết á lượm mấy con lên đây lên chập á trời ơi đó làm con trắng bách kìa cá chạch á ở trên á bóp đầu khai ta kha tay tay con cát con lên kha tay cát con lên là bắt mới được còn hai ba con bắt cá chạch về kho tàu kêu ép còn dây còn sống
Thành ra chú bỏ vô cho. Có một con này nó đã chui xuống lòng đất rồi. Cái nó. Đó nó nguồn đất to. Cái to gì nhiêu đó được rồi. Ăn sao cho hết trời. Ra chợ bán lại đi. Cho người con ăn lấy. Ăn tới ngày. Ủa cái bữa kim cái. Cái trong đây ù có chạch. Có chạch quá trời quá đất luôn. Điện giờ yếu quá yếu à. Bỏ vô. Thành à. Chú ăn không? Cá chạch, cá chạch. Giờ bắt cá nhỏ, cá lớn bắt không được nữa. Kiếm con cá chép nữa coi. Cá chạch không? Hết bình luôn. Trước con luôn nè anh. Ừ. Chạy rồi. Dục lên, dục khí mạng lên. Mẹ nó, tao gửi. Sống. Con chặt đi cậu con đưa đó. Lấy cây gàn về chở sợ gì chú chở hết hả? Hay con ôm mà chú chở về ai bắt bình bình nào ổng đeo vai chở về chứ chở về nè chở ra chợ bán kiếm tiền xăng nhà anh gần đây không nhà em tên núi Bà Tiên tí nhà ở trong mặt tám à. Giờ tranh thủ bắt cá chạch đi. Cá chạch này bị đặc cấp rồi. Chạy dữ quá mà. Ủa má nó nhảy. Còn đêm đây.